Xin chào anh chị và chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nguyễn Toàn Toyota. Và em là Toàn, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Đứng trước thông tin là khả năng rất cao tháng 7 này 99% quý anh chị sẽ được hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ đến từ nhà nước cho những dòng xe lắp ráp trong nước. Vậy thì đứng trước thông tin như vậy thì quý anh chị sẽ lựa chọn một cái phương án mua xe như thế nào? Quý anh chị sẽ chờ đến tháng 7 áp dụng giảm 5% thuế chính thức thì quý anh chị mới quyết định đi mua xe hay như thế nào? Thì clip ngày hôm nay em Toàn sẽ chia sẻ cho quý anh chị một chút xíu về kinh nghiệm làm trong nghề xe này đã 4 đến 5 năm và trải qua rất nhiều lần giảm 50% lệ phí trước bạ. Em Toàn sẽ chia sẻ cho quý anh chị một cái phương án lựa chọn mua xe mà em cảm thấy là tối ưu nhất để dành cho quý anh chị khi mà quý anh chị mua xong. Cái mức giá lăn bánh của quý anh chị sẽ tốt bất ngờ, tốt đến mức mà quý anh chị không thể nào tưởng tượng được. Khi mà quý anh chị làm theo phương án này, quý anh chị có thể tiết kiệm lên đến gần cả 100 triệu đồng. Vậy thì phương án đó như thế nào? Trước màn hình của quý anh chị là mẫu Toyota Avanza 2024. Và ngày hôm nay em Toàn sẽ ví dụ cho mẫu xe này. Hiện tại mẫu xe này ở thời điểm tháng 6 này đang có chương trình giảm tiền mặt và tặng phụ kiện với tổng giá trị lên đến là đâu đó là gần 40 triệu đồng cho phiên bản số tự động và gần 35 triệu đồng cho phiên bản số sàn. Vậy thì khi mà quý anh chị áp dụng chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ, tức là ở thời điểm tháng 7, thì với việc hỗ trợ 50% thuế, nhà nước sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mua xe là thứ nhất. Thứ hai là sẽ hỗ trợ cho những doanh nghiệp gỡ bỏ những khó khăn hiện tại đang áp dụng trong ngành ô tô lắp ráp trong nước. Vì vậy khi mà chính thức áp dụng 50% thuế trước bạ, chắc chắn đại lý xe Toyota sẽ cắt và cũng như là sẽ hạn chế đi một phần chương trình khuyến mãi hiện tại đang áp dụng cho tất cả các dòng xe lắp ráp trong nước. Vì vậy nếu mà quý anh chị muốn tối ưu nhất trong việc mua xe để có một cái chương trình khuyến mãi cũng như là một mức giá lăn bánh tối ưu nhất thì quý anh chị nên lựa chọn mua những cái mẫu xe như thế này ở thời điểm tháng 6. Quý anh chị sẽ đặt cọc đóng tiền super đơn ở thời điểm trong tháng 6 này, rồi sau đó tháng 7 quý anh chị chờ giảm 50% lệ phí trước bạ thì quý anh chị mới yêu cầu đi bấm số và đóng thuế, thì lúc đó quý anh chị sẽ được hưởng một cái chương trình khuyến mãi kép. Và cụ thể đối với dòng Toyota Avanza này, hiện tại chương trình tháng 6 này đang có chương trình khuyến mãi đâu đó lên đến là 40 triệu đồng. Vậy thì khi mà quý anh chị mua đặt cọc xe super đơn trong tháng 6 này, quý anh chị được 40 triệu, tổng chương trình khuyến mãi là 40 triệu. Rồi sau đó tháng 7 quý anh chị đi đóng số, bấm số và đóng thuế thì quý anh chị có thể tiết kiệm thêm 50% nữa. Đối với mẫu Avanza này thì thuế đâu đó tầm khoảng là 30 triệu đồng, 50% là 30 triệu nữa thì quý anh chị có phải là tiết kiệm lên đến là 70 triệu đồng. Mua một mẫu xe lắp ráp trong nước của nhà Toyota tiết kiệm giảm được lên đến 70 triệu đồng thì quý anh chị có cảm thấy đây là một cái phương án lựa chọn tối ưu nhất hay là không? Thì em Toàn sẽ ngoài việc đưa ra cái phương án đó còn sẽ cập nhật cho quý anh chị mức giá lăn bánh để cho quý anh chị thấy rõ hơn về cái phương án mua xe này nó sẽ tối ưu như thế nào. Và trước khi đến với phần báo giá lăn bánh, xin mời anh chị hãy cùng em Toàn chúng ta cùng đến với phần review để cùng xem lại những cái chi tiết option có trên mẫu Toyota Avanza 2024 này sẽ sở hữu những gì, rồi sau đó em sẽ báo giá lăn bánh chi tiết cho quý anh chị tham khảo. Xin mời anh chị. Toyota Avanza có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.395 x 1.730 x 1.700mm, chiều dài cơ sở là 2.750mm. Mẫu MPV 7 chỗ sử dụng kiểu ga lăng thiết kế tối giản, loại bỏ hoàn toàn cụm lưới tản nhiệt phía trước và thay bằng một nẹp màu đen với viền chrome và nối liền hai cụm đèn pha. Hai bên cản trước còn có hốc đèn sương mù halogen được thiết kế khá tinh tế. Đèn pha sử dụng bóng LED hiện đại với kiểu thiết kế vuốt mảnh sắc sảo. Thân xe cũng được thổi vào luồng khí mới với những chi tiết dập nổi gãy góc hơn, đặc biệt là đường gân dập nổi nối liền cụm đèn pha và đèn hậu. Đồng thời, đi ngang qua cụm tay nắm cửa tạo nên một sự liền lạc khá đắt giá. Cụm cửa sổ cũng được thiết kế có chủ đích hơn với cửa sổ phụ phía sau nhỏ, vuốt xuôi xuống tạo nên sự thanh thoát cho phần thân sau. Xe còn được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ. Ngoài ra, phần thân xe còn tạo được sức trẻ thông qua cụm la răng đa chấu 16 inch có thiết kế hai tông màu bắt mắt. Đuôi xe cũng đã trở nên thanh thoát và lôi cuốn hơn. Điểm nhấn phải kể đến cụm đèn hậu LED khá bắt mắt và hiện đại. Cuối cùng là đuôi lướt gió thể thao trên cao cả hai phiên bản với chiều dài tổng thể đã được tăng lên khá đáng kể. Không gian nội thất có sự thoáng đãng hơn hẳn. Các thay đổi về thiết kế cũng giúp phần nội thất hiện đại hơn. Điểm dễ nhận ra nhất là cụm màn hình thông tin giải trí đã được dời lên cao và dựng đứng trên bảng táp lô. Toyota Avanza 2024 được nâng cấp màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, tích hợp kết nối Apple CarPlay, Android Auto, đi kèm là hệ thống âm thanh 4 loa. Cụm vô lăng có thiết kế thể thao, 3 chấu, tích hợp điều khiển âm thanh và màn hình đa thông tin. Đồng hồ lái vẫn sử dụng đồng hồ Optitron với màn hình đa thông tin TFT 4.2 inch. Một điểm đáng chú ý là bệ cần số được thiết kế liền khối với cụm điều khiển trung tâm. Điều này giúp tăng kích thước ghế ngồi của hàng ghế phía trước, đồng thời có thêm không gian để đồ.
Ghế ngồi của xe được bọc nỉ, ghế người lái có thể chỉnh tay 6 hướng, trong khi ghế hành khách được trang bị chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế thứ hai bây giờ có thể điều chỉnh linh hoạt theo tỷ lệ 60-40. Hàng ghế này có thể gập phẳng và trượt lên xuống để tăng, giảm không gian để chân ở hàng ghế thứ ba. Dung tích khoang hành lý vừa đủ dùng cho 7 hành khách với một hành trình 1 đến 2 ngày. Nếu anh chị muốn tăng thể tích khoang hành lý thì có thể gặp phẳng hàng ghế thứ ba. Kính thưa quý anh chị, vừa rồi là những điểm chi tiết nổi bật có trên Toyota Avanza số tự động 2024. Còn bây giờ không để cho anh chị chờ lâu hơn nữa, em Toàn sẽ đến với phần báo giá lăn bánh chi tiết cụ thể để cho anh chị tham khảo cũng như là hình dung được một cái mức giá lăn bánh nó tốt như thế nào khi mà em Toàn tư vấn cho quý anh chị mua theo phương pháp là áp dụng chương trình khuyến mại kép, mua thời điểm tháng 6 xuất hóa đơn và bấm số thời điểm tháng 7 sau khi có thông tin chính thức là giảm 50% lệ phí trước bạ. Hiện tại Toyota Avanza 2024 sẽ có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là phiên bản số sàn, mức giá niêm yết 558 triệu đồng. Sau khi mà quý anh chị áp dụng chương trình khuyến mại của tháng 6 là giảm tiền mặt và tặng phụ kiện với tổng giá trị lên đến là gần 35 triệu đồng. Và một điều đặc biệt nữa là ở thời điểm tháng 6 này, chỉ duy nhất tháng 6, quý anh chị còn được tặng thêm là một năm bảo hiểm vật chất con xe gói vàng Toyota đến từ nhà máy Toyota Việt Nam nữa. Thì quý anh chị sẽ có mức giá lăn bánh sau khi mà em tính cái chương trình khuyến mãi đó, giảm chương trình khuyến mãi đó và tính luôn cho quý anh chị là bấm số thời điểm tháng 7 giảm 50% lệ phí trước bạ, thì anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 583 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị lăn bánh tại huyện với số tiền là 564 triệu đồng. Đối với phiên bản Toyota Avanza số tự động, mức giá niêm yết là 598 triệu đồng. Áp dụng chương trình khuyến mãi giảm tiền mặt và tặng phụ kiện với tổng giá trị lên đến là 40 triệu đồng và kèm theo đó là tặng một năm bảo hiểm vật chất thân xe dành cho những quý anh chị khách hàng mua xe ở thời điểm trong tháng 6 này, thì quý anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 620 triệu đồng và nếu mà lăn bánh ở tỉnh huyện lân cận là 601 triệu đồng. Và tất nhiên giá lăn bánh trên thì đã bao gồm tất cả các khoản chi phí bắt buộc cần phải có như thuế trước bạ, phí biển số, phí đường bộ, phí đăng kiểm và bảo hiểm dân sự bắt buộc, kèm theo là em Toàn đã tính cho quý anh chị là giảm 50% lệ phí trước bạ rồi nha anh chị. Với lại là nếu mà quý anh chị mua xe thời điểm tháng 6 với mức giá lăn bánh trên, quý anh chị còn sẽ được tặng thêm là một năm bảo hiểm vật chất thân xe gói vàng Toyota đến từ nhà máy Toyota Việt Nam và kèm theo một gói trang bị phụ kiện full theo xe nữa. Và đó là phương án là quý anh chị sẽ mua xe ở thời điểm tháng 6 đóng tiền xuất hóa đơn và tháng 7 quý anh chị bấm số. Phiên bản số tự động 598 triệu đồng, lăn bánh tỉnh huyện chỉ 601 triệu đồng, tức là quý anh chị chỉ cần bỏ thêm 3 triệu đồng thôi là quý anh chị đã có thể lăn bánh một mẫu xe này rồi. Và giá lăn bánh trên thì đã bao gồm tất cả các khoản chi phí bắt buộc cần phải có rồi, chỉ là thuế trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm dân sự bắt buộc. Chỉ chưa bao gồm một loại phí duy nhất không bắt buộc khác, đó là phí dịch vụ đăng ký biển số thôi. Nếu mà quý anh chị ở đâu muốn lăn bánh về tỉnh thành hoặc là thành phố nào thì hãy liên hệ cho em Toàn để biết rõ hơn về cái chi phí đó. Còn đối với hình thức mua xe trả góp thì quý anh chị khi mà mua xe được giảm 50% thuế thì tất nhiên cái số tiền trả trước của quý anh chị cũng rất nhẹ. Đối với phiên bản Avanza số sàn thì quý anh chị nếu ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần đưa trước giúp em với số tiền tối thiểu chỉ từ 157 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện, chuẩn bị trước giúp em với số tiền tối thiểu 138 triệu đồng. Đối với phiên bản số tự động, nếu anh chị ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị trước em với số tiền tối thiểu chỉ từ 166 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện chuẩn bị trước giúp em với số tiền tối thiểu chỉ từ 147 triệu đồng. Số tiền mỗi tháng mà quý anh chị phải thanh toán cho ngân hàng cả gốc và lãi đâu đó chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng cho một tháng mà thôi. Cho cả hai phiên bản tùy thuộc là quý anh chị sẽ lựa chọn cái phiên bản như thế nào. Gốc và lãi mỗi tháng đâu đó chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng. Ở thời điểm này thì quý anh chị sẽ có rất nhiều lựa chọn về hình thức vay mua xe. Nếu mà quý anh chị sẽ không lấy cái gói bảo hiểm tặng của nhà máy Toyota Việt Nam thì quý anh chị sẽ được hỗ trợ với mức lãi suất là 0% khi mà quý anh chị mua mẫu Toyota Avanza này, lãi suất 0% cố định một năm đầu tiên. Còn nếu mà quý anh chị lựa chọn lấy cái bảo hiểm vật chất thân xe thì em Toàn sẽ tư vấn cho quý anh chị một cái gói bảo hiểm, một cái gói ngân hàng khác có thể phù hợp hơn với quý anh chị về cái nhu cầu mua xe hoặc là về tầm tài chính của quý anh chị ở thời điểm hiện tại. Tùy thuộc vào khả năng chứng minh thu nhập của anh chị thì mỗi anh chị, mỗi khách hàng sẽ có một gói vay khác nhau. Mọi chi tiết, mọi thắc mắc thì hãy vui lòng liên hệ cho em Toàn qua số điện thoại phía bên dưới màn hình để được hỗ trợ tư vấn báo giá cũng như là để gửi bản giá lăn bánh chi tiết cho quý anh chị một cách cụ thể để quý anh chị có thể tham khảo và so sánh.
cái được cái hơn khi mà quý anh chị áp dụng chương trình khuyến mãi kép mà em Toàn vừa tư vấn cho quý anh chị. Thật sự luôn, rất chân tình cho quý anh chị. Thời điểm này là một thời điểm vàng để quý anh chị mua xe, và khả năng rất cao là tháng 7 lên đến là 90% quý anh chị sẽ được hỗ trợ lên đến là 50% lệ phí trước bạ đến từ nhà nước. Cho nên là quý anh chị hãy nhanh tay nhấc máy liên hệ cho em Toàn để được hỗ trợ mức giá lăn bánh chi tiết và tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại cho những dòng xe lắp ráp trong nước của nhà Toyota. Không chỉ dòng Toyota Avanza này, Toyota Vios, Toyota Veloz hoặc những dòng xe lắp ráp khác đang được hỗ trợ giá rất tốt tại kênh Nguyễn Toàn Toyota, cam kết với quý anh chị. Còn bây giờ, nếu mà anh chị khách hàng đang xem video clip này và cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho em Toàn xin một like cũng như là cũng đăng ký kênh để ủng hộ cho em Toàn cũng như là để theo dõi kênh Nguyễn Toàn Toyota cho những video sắp tới mà em sẽ cập nhật cái chương trình khuyến mãi mới nhất cho quý anh chị. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở video kế tiếp. Xin cảm ơn.